Surface Laptop Go 2 là thiết bị entry level mới nhất của nhà Microsoft. Đây là một bản nâng cấp giữa vòng đời khi được Microsoft trang bị cho bộ vi xử lý Intel Core i5 thế hệ 11 nên cũng không quá nhiều khác biệt so với thế hệ trước. Ưu điểm là mức giá của thiết bị rất dễ chịu và tiếp cận được nhiều người dùng. Với tầm giá đó, Microsoft có thêm một sản phẩm nữa, đó là Surface Pro 7 Plus cùng phiên bản Core i5. Vậy bạn sẽ chọn máy tầm trung mới hay flagship cũ cùng mức ở tầm giá? Hãy cùng Surface Việt thảo luận trong video này nhé. Một, thiết kế. Đặc trưng thiết kế của hai thiết bị rất khác nhau. Surface Laptop Go 2 có kiểu dáng gập vỏ sò truyền thống, trong khi Surface Pro 7 Plus là thiết bị 2-in-1 đã quá nổi tiếng trên thị trường với khả năng tháo rời bàn phím đặc trưng. Là một thiết bị cao cấp, Surface Pro 7 Plus được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm magie, đem lại cảm giác sang trọng, chắc chắn và tinh tế. Chân đế kickstand đặc trưng của dòng Surface Pro đem lại thiết bị khả năng ngả lên tới 165 độ, giúp máy có thể sử dụng được ở nhiều tư thế khác nhau và rất linh hoạt. Surface Laptop Go 2 chỉ ở mặt A bên trên là được làm bằng nhôm mà thôi, còn lại các phần dưới được làm bằng nhựa tổng hợp polycarbonate, sợi thủy tinh để giảm trọng lượng cũng như giá thành. Tuy vậy, độ hoàn thiện của Surface Laptop Go 2 vẫn rất đỉnh cao, tương tự như các sản phẩm khác tới từ Microsoft và hoàn toàn không có cảm giác ọp ẹp chút nào khi cầm trên tay hay khi sử dụng. Về mặt thiết kế, dĩ nhiên mỗi người một cảm nhận, nhưng chắc chắn Surface Pro 7 Plus sẽ chiến thắng vì nó là một thiết bị cao cấp hơn. Thứ hai, màn hình hiển thị. Khả năng hiển thị chắc chắn là điểm Surface Pro 7 Plus ăn đứt Surface Laptop Go 2. Tuy hai sản phẩm có kích thước màn hình khá tương đương nhau, nhưng độ phân giải lẫn chất lượng hiển thị của một sản phẩm cao cấp sẽ vượt trội hơn hẳn một sản phẩm giá rẻ. Surface Pro 7 Plus có màn hình pixel Zen 12,3 inch với độ phân giải 2736x1824 pixel, mật độ điểm ảnh đạt 267 ppi. Còn laptop Go 2 có độ phân giải rất thấp, chỉ đạt mật độ điểm ảnh 148 ppi, khá là thấp. Rất may dù độ phân giải chưa cao nhưng khả năng hiển thị màn của pixel Zen danh tiếng vẫn rất tuyệt vời và sẽ làm hài lòng hầu hết người dùng với màu sắc ấn tượng cùng góc nhìn rộng. Vậy nên ai có nhu cầu cao về mặt trải nghiệm thì chắc chắn là nên chọn Surface Pro 7 Plus rồi. 3. Bàn phím. Bàn phím là một trong những ưu điểm nổi bật của Surface Laptop Go 2. Dù có thiết kế mỏng nhưng bàn phím của máy vẫn có hành trình tương đối dài 1,4mm và độ phản hồi tương đối tốt, đem lại cảm giác gõ dễ chịu và tự tin cho người dùng. Điểm thiếu sót của Surface Laptop Go 2 đó là nó không có đèn nền bàn phím, điều mà nhiều người dùng than vãn nhất từ thế hệ đầu. Về mặt này, chắc Surface Pro 7 Plus không thể bằng được vì máy phải gắn thêm bàn phím Tile Cover mới có thể sử dụng theo kiểu laptop bình thường, full chức năng. Và vì có thiết kế quá mỏng nên hành trình phím của Tile Cover không thể nào bằng được Surface Laptop Go 2. Tuy nhiên, khả năng tách rời bàn phím của máy cũng là điểm sáng giá khi bạn sử dụng Surface Pro 7 Plus như một chiếc máy tính bảng bình thường và lúc thì như một chiếc laptop gắn thêm bàn phím vào. Thứ tư là cổng kết nối. Phần cổng kết nối của cả hai thiết bị đều ít như nhau. Chúng chỉ có một cổng USB Type-C, một USB Type-A, một jack cắm âm thanh và một cổng Surface Connect độc quyền. Điều này khá hạn chế và bạn bắt buộc phải mua thêm các cổng chuyển đổi nếu muốn cắm nhiều thiết bị một lúc. 5. Bảo mật. Surface Pro 7 Plus cung cấp khả năng mở khóa khuôn mặt Windows Hello thông qua camera IR đặt cạnh trên màn hình, còn Surface Laptop Go 2 thì chỉ có cảm biến vân tay tích hợp ở nút nguồn. Về cơ bản, cả hai phương thức bảo mật này đều rất an toàn và đáng tin cậy, nhưng trong quá trình sử dụng thực tế thì mở khóa khuôn mặt sẽ tiện lợi hơn cho người dùng khi chỉ cần mở máy lên là camera đã tự động quét và mở khóa, không cần phải bận tâm tìm nút nguồn để chạm vào, tốn thêm chút thời gian. Điểm hơn là Surface Laptop Go 2 được Microsoft công bố là máy tính bảo mật lõi Secure Core PC đầu tiên của công ty được tung ra trên thị trường. Điều này có nghĩa là nó có tính năng bảo mật tích hợp ở cấp độ nhân hệ thống. Điều này rất tốt cho các doanh nghiệp muốn giữ dữ liệu của mình an toàn nhất có thể. Thứ 6, mục so sánh cuối cùng chính là hiệu năng. Cả Surface Pro 7 Plus lẫn Surface Laptop Go 2 đều sử dụng vi xử lý Intel Core i5 thế hệ 11 11350G7. Vậy nên hiệu năng cơ bản của hai máy sẽ tương đương nhau. Dĩ nhiên, chúng ta có Surface Pro 7 Plus sử dụng vi xử lý Intel Core i7 mạnh mẽ hơn, nhưng lúc này giá máy cũng sẽ cao hơn kha khá và khiến người dùng sẽ phải đắn đo nhiều. Vì vậy, ta chỉ nên xét trên cùng vi xử lý Intel Core i5 cho phù hợp với khoảng giá bán nhé. Lúc này thì hiệu năng cả hai thiết bị sẽ rất giống nhau và chắc chắn sẽ làm thỏa mãn đa số người dùng. Trước đây Surface Pro 7 Plus được khen ngợi về hiệu năng thế nào thì Surface Laptop Go 2 cũng mang lại trải nghiệm hiệu năng đúng y như thế. Tổng kết lại thì Surface Pro 7 Plus là thiết bị cao cấp, dù ra mắt đã lâu nhưng máy vẫn có thiết kế sang trọng và ấn tượng. Màn hình hiển thị rất đẹp và hiệu năng vẫn rất tốt. Surface Laptop Go 2 thì khả năng hiển thị còn hạn chế cũng như chất liệu chưa hoàn toàn bằng kim loại của thiết bị tầm trung thì không thể nào so sánh được với máy cao cấp được. Hai máy lại cùng có vi xử lý nên thật sự Surface Pro 7 sẽ vượt trội hơn và đáng giá hơn hẳn so với thiết bị entry level như Surface Laptop Go 2. Nếu bạn vẫn còn đôi chút lăn tăn giữa hai dòng sản phẩm này, hãy đến ngay các cửa hàng của Surface Việt để trải nghiệm và sở hữu một chiếc Surface phù hợp với mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.